Rồi, Thành Nguyên mời cô vào. Chị chào anh Thành Nguyên. À, vâng, Thành Nguyên Chị chào cô. chào tất cả cộng đồng mạng, anh chị em cộng đồng mạng ở trong nước và ngoài nước. Dạ. Một năm mới đầy an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Dạ. À, cô cho Thành Nguyên hay nào, cô đến từ đâu và cô đi cùng ai cô ạ? À? Chị đi một mình và đến từ quận Cái Răng. Cái Răng à? À, Cần Thơ à? Dạ. À, dạ, Cần Thơ. Bây giờ thì cô giới thiệu cho Thành Nguyên hay nào, họ tên mình là gì, năm nay bao nhiêu tuổi và hiện tại? Chị tên họ là Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Năm nay 1960. Dạ, 1960. À. Vậy là năm nay 62. 62 tuổi. 62, 63 rồi. À, 62. Vâng. Cô Thanh hiện tại là đang làm công việc gì cô ạ? Chị hiện giờ lúc trước á, chị làm bên công tác bên chữ thập đỏ. Khi mà chồng chị mất năm nay là 7 năm rồi. Yeah. Chị là vì hiện giờ chị không có chuyện làm ở nhà. Vậy là chồng mất được 7 năm. 7 năm. Dạ. Yeah. Rồi trong khoảng thời gian đó thì cô Thanh có tìm hiểu thêm ai khác không cô? Chị có quen một người ở bên Vĩnh Long. Dạ. Chị đang tìm hiểu nhưng mà cái tánh tình anh này thật không có thích hợp với chị. Tại vì nhậu nhẹt say xưa, gái gú. Chị cũng tìm hiểu cũng mấy năm rồi nhưng mà gia đình chị không chấp nhận, con chị không chấp nhận. Nên giờ đến nay 7 năm rồi chị thấy hoàn cảnh chị cũng sống mình nên đơn độc. Yeah. Chị muốn tìm nửa yêu thương để mà chăm sóc lẫn nhau đêm hôm. Yeah. Chỉ vì nhà chị ở trong nhà cửa giường tược chị có đầy đủ hết. Yeah. Muốn tìm người đàn ông chân thật, không rượu trà, không hút thuốc để mà chăm sóc chị. Yeah. Yeah. À, cô Thanh có tất cả là bao nhiêu người con ạ? Chị 4 người con, có gia đình hết trơn, sống có gia đình hết. Tự lập hết mình nên, chị sống mình nên nhà. À là sống, cô sống mình ấy ha. À. Dạ. Yeah. Rồi khi mà cô đến với chương trình của Thành Nguyên thì các con của cô cũng như người thân có ai biết và ủng hộ cho cô không? Còn các con của chị thì nói giờ ăn thua mẹ, tìm người nào mà chăm sóc mẹ, ăn ủi mẹ trong lúc tuổi già thì đứa con chấp nhận hết. Dạ. Yeah. Nhưng mà khi mà đến với chương trình của Thành Nguyên thì chắc là các con của cô cũng biết, ủng hộ đúng không? Biết hết, không? Dạ. Biết hết ủng hộ. Mẹ cứ tìm hạnh phúc mẹ được thì còn cái người ấy là con không đồng ý. Tại vì tối ngày ăn nhậu say sưa, cái gú, con không chấp nhận. Dạ, dạ. Cô có thường xuyên xem kênh của Thành Nguyên không ạ? Chị xem hoài luôn, bởi chị thấy thích thì chị mới tìm hiểu, chị điện thoại hoài luôn. Rồi cô có nhận xét như thế nào về cái kênh của Thành Nguyên nào? À, cái kênh của em chị theo dõi là thấy người thật, việc thật, đến đây là phải thật. Dạ. Yeah. Và em kết nối ra nhiều cặp đến nhau thì rất là hạnh phúc. Chị thấy thích quá, chị mới tìm đến em để cho, cho em giúp cho chị tìm một nửa thương. Nhưng mà chị có để ý một người rồi. À, vậy hả? Ừ, là anh Nguyễn Văn Tám. Anh Nguyễn Văn Tám à? À, Nguyễn Văn Tám làm hồ ở cái chợ cái Tàu Hạ đó. Quê ở Vĩnh Long. Dạ. Chị thấy hoàn cảnh ảnh cũng hiền mà không uống rượu là chị rất thích chị. Chị mong em giúp ghép cho chị cái anh Tám đó. Thì Nguyên nhớ không nhầm thì là anh Tám mà bị chị Hồng lừa đúng không? Đúng rồi đó. Dạ. Chị thấy hoàn cảnh từ nghiệp mà hiền nữa. Dạ. Ủa nhưng mà Thành Nguyên nhớ không nhầm là anh Tám hình như bé hơn tuổi của cô. Trẻ hơn. Nhỏ hơn đúng không? Nhỏ hơn chị. Dạ. Dạ. Thì rồi, tùy thì chị nói vậy đó thì tùy, nếu mà anh Tám có thấy mà chị lên cái clip này, nếu mà anh Tám thương chị thì tìm đến chị nhau tìm hiểu nha. Rồi thì cái vấn đề đó lát nữa Thành Nguyên sẽ hỏi kỹ hơn. Rồi bây giờ thì Thành Nguyên hỏi cô Thanh là lúc nãy cô đã đọc cái bản cam kết của Thành Nguyên và cũng đã ghi thông tin rồi đúng không ạ? Cô cũng đã ký vào luôn rồi. Rồi, đúng rồi, không? Rồi đồng ý. Dạ. Là những cái điều trên đó là cô thấy hợp lý đúng không? Rồi, rồi, hợp lý. Không có vấn đề gì đúng không ạ? Không, không. Dạ. Thì cái bản cam kết này Thành Nguyên cũng đã nói trên rất là nhiều cái clip của các cô chú các anh chị rồi. Thì hôm nay Thành Nguyên cũng không có nhắc lại ở đây nhiều làm gì nữa phải không ạ? Rồi rồi. Dạ. Thì Thành Nguyên cũng nói rõ luôn là ai tới với chương trình của Thành Nguyên cũng bắt buộc cũng phải ký vào cái bản cam kết này. Sau này có cái vấn đề gì đó thì Thành Nguyên sẽ đưa ra để Thành Nguyên làm rõ ra ngô ra khoai. Dạ. Để tránh những cái tình trạng không mong muốn xảy ra sau này đó cô. Đó là lý do mà Thành Nguyên ghi hình trực tiếp chứ Thành Nguyên không có ghi hình qua Zalo hay là làm bằng những cái phương thức như là qua điện thoại này kia đó thì Thành Nguyên không có làm. Rồi thì ngày hôm nay là cô Mỹ Thanh đến từ Cần Thơ ha, Cái Răng Cần Thơ ha cô ha. Cô mong muốn bày tỏ tới cho anh Tám
Điều gì ở anh Tám mà làm cho cô Thanh ưng bụng nhất nè? Tại vì ảnh trên cái sự mà tâm sự trên kênh của em á thì chị thấy ảnh thật tình. Thứ nhất, thứ hai là không rượu chè cái nọ là chị rất thích. Nhưng mà hiện từ kia nọ, người có đạo đức. Mà riêng bản thân chị cũng có đạo đức nữa, chị ưa giúp người. Đó, thành ra hai chị thấy chị với anh Tám rất là hợp. Nhưng mà không biết anh Tám có sao, có để ý chị không, chị biết mới lên kênh lần đầu tiên của Thành Nguyên. Dạ. Bởi vì Thành Nguyên nghe cô bảo là cô làm bên Hội Chữ Thập Đỏ đúng không ạ? Dạ, đó là trước đây hay là bây giờ cô? Trước đây, làm cũng mười năm năm. Thế rồi công việc hiện tại bây giờ, việc chính của cô là làm gì? Hiện giờ là chị ở nhà chăm sóc vườn gãy đấy hả? À, là mình có vườn hết cô? Mà vườn nhà, vườn nhãn nhà đó. Dạ. Tại vì cha mẹ mất hết rồi, còn có người chị cái bên nhà đó. Cô rộng không cô? Hai chị em sống cái bên nhà. Đất vườn đấy có rộng không? Đất của ông già để lại đó, đất nhãn, vườn nhãn không à? À, làm nhãn không hả? Ừ. Dạ. Thế rồi cái thu nhập bình quân hàng tháng, hàng năm thì như thế nào? Thì tới mùa hai chị em hái bán cũng dài, cũng mười mấy hai chục triệu. Được hai chị em chia nhau sống xài. Là một tháng hả? Là hai chị em làm chung? Hai chị em. Chị thì chỉ đứng ra công, mà còn chị như sức vốn ra đó thì chị chỉ làm không à. Chị thì không làm được, chị làm. Dạ. Rồi, cái điểm mạnh và điểm yếu của cô Mỹ Thanh là như thế nào? Cô chia sẻ thêm với Thành Nguyên nè. Chị thì nếu mà ai điểm yếu của chị á, nếu mà ai mà nói thêm chị là chị tuổi chị khóc. Đó. Ra chị bứt rứt lắm. Chị cũng thiệt tình. Còn điểm mạnh của chị là chị hòa đồng với cộng đồng, hòa đồng và làm thường làm phước cho những cái người nào mà nghèo giúp đỡ. Đó. Thật tình. Đó. Là như vậy đó. Thầy Nguyên hỏi thêm cô Thanh là sau này mà cô mà kết nối thành công được với anh Tám á, hay là một anh nào đó thì cô tính sẽ về bên đó ở hay là anh sẽ theo cô về? Tùy theo, thí dụ như ảnh có kêu về bên ảnh thì về, còn như ở bên chị thì ở, nhưng mà nhà cửa chị cũng đàng hoàng, không có thiếu gì hết. Chị sống của mình anh luôn, con cái thì không bận bịu hết, có gia đình riêng tư hết. Sống đâu cũng được hết. Thành Nguyên phải nói với cô Thanh trước một điều rằng là không phải ai đến với chương trình của Thành Nguyên cũng kết nối thành công. Cô biết điều đó đúng không ạ? Nếu như anh Tám mà đáp lại cái tình cảm của cô đó, thì Thành Nguyên không phải nói làm gì. Nhưng mà nếu như anh Tám mà không có hồi đáp lại cái tình cảm của cô thì cô có mở lòng với những người đàn ông khác không? Thí dụ mà người nào mà hợp ý á, hoặc có duyên thì chị gặp á thì chị thương thì đến, còn không có duyên thì không có thương. Cũng như là chị thấy anh Tám thì chị thương rồi đó. Có duyên rồi đó. Những người đàn ông sau này mà mong muốn kết nối với cô Thanh thì cô mong muốn độ tuổi của các chú từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Thì từ 50 mấy trở lên. Năm mấy trở lên? Năm mấy trở lên. Cụ thể là năm mấy? Thì tùy 50, cỡ 57, 58 trở lên đó. Có nghĩa là ít hơn cô khoảng 4-5 tuổi cũng được. Rồi bằng hoặc lớn hơn sao cô? Lớn hơn cũng được mà đừng nhỏ quá. Đừng nhỏ quá ha. Đừng nhỏ quá. Nhỏ hơn 1-5, 6 tuổi được rồi. Nhỏ hơn 1-3 tuổi thì được chứ đừng nhỏ quá. Cô có mong muốn như thế nào về cái ngoại hình cũng như là cái công việc rồi điều kiện của người đó sao cô? Thì thí dụ như mà cái anh nào mà ngoài anh Tám ra thì biết thương vợ, chăm sóc vợ, không rượu chà kia nọ thì cứ việc đến nhà cô chị ở. Còn ngoài ra là có rượu trà là chị sợ lắm luôn rồi. Chị sợ uống rượu lắm luôn. Là nếu như mà anh nào đó mà không có nhà cửa gì đó cũng có thể về nhà cô được luôn. Được. Tại vì chị sống mình ở nhà cửa đàng hoàng hết. Giường tược cũng có. Mà cần người đàn ông ấy mà về nhà chăm sóc giường tược tiếp lo cho chị thôi. Không cần giàu nghèo. Nếu như công việc mà không ổn định cũng về làm vườn với cô luôn. Vậy thì dễ thôi. Rồi thì những cái tâm tư, những cái tình cảm của cô Mỹ Thanh thì Thanh Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Thì không biết là cô Thanh có điều gì đó mong muốn chia sẻ hơn nữa không? Cuối cùng chị cũng mong muốn là chị muốn thương anh Tám. Nếu mà anh Tám gặp trên cái kênh của Thành Nguyên, thấy hoàn cảnh của chị vậy đó thì đáp lại. Còn mà không, những cái anh nào mà thấy hoàn cảnh chị vậy, thấy thương á thì kết nối với chị, còn nửa yêu thương còn lại chăm sóc lẫn nhau sau tuổi về già. Chị yêu cầu có bao nhiêu thôi.
Rồi thì những tâm tư, những tình cảm của cô Mỹ Thanh thì Thánh Nguyên cũng đã ghi nhận đây rồi. Xong ngày hôm nay Thánh Nguyên sẽ gửi cái thông điệp này tới cho anh Tám, cũng như là cho các cô chú, các anh chị đang xem chương trình. Thì nếu như anh Tám mà thấy cô Thanh dễ thương, dễ mến, mà thấy phù hợp, mà muốn kết nối thì cứ cho Thánh Nguyên hay, để Thánh Nguyên sẽ làm nhịp cầu nối. Còn đó là đủ duyên. Còn nếu như không đủ duyên thì anh nào, chú nào mà thấy cô Thanh phù hợp thì cũng có thể liên hệ với Thánh Nguyên. Rồi Thánh Nguyên sẽ giúp cho cô chú thôi. Rồi thì cuối chương trình, cô Thanh có điều gì đó gửi tới cho quý vị khán giả, cũng như là cho anh Tám một vài điều trước khi Thánh Nguyên kết thúc chương trình không ạ? Cuối cùng chị chúc vợ chồng Thánh Nguyên một năm mới ngày ăn khang thịnh vượng ha, trăm năm hạnh phúc. Sau cùng chị chúc các anh chị trong trên cộng đồng mạng và trong và ngoài nước ha, một năm mới dồi dào sức khỏe, ăn khang thịnh vượng, đầu năm chứ những cuối năm. Vâng. Rồi thì Thánh Nguyên cũng chúc cho cô thật là nhiều sức khỏe trong năm mới, và sớm nắm được tay người mình thương trong thời gian gần nhất ha cô ha. Rồi Thánh Nguyên cũng chúc cho cô trên đường về bình an ha. Rồi em xin chào ha.